Gần một tháng qua, cả gia đình bà cụ này phải sống chật chội trong nhà văn hóa địa phương của xã. Đó là những gì bà cùng với gia đình phải gánh chịu, cũng như bao gia đình khác sau khi cơn bão đi qua. Ấy vậy mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, vừa mất đi nhà cửa thì bà lại chịu đựng nỗi đau tiếp theo, đó là chồng của mình lại đột ngột ra đi. Giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con, mà tương lai phía trước thì mịt mờ. Thì buồn mất rồi. Xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng và thăm hai hộ gia đình sau vụ sạt lở cơn bão số 3, cơn bão Gia Ghi. Một cái cơn bão mà gây ra ở khu vực Đông Bắc và Tây Bắc á, rất nhiều thiệt hại nặng nề. Và đây là một trong hai hộ gia đình đó, hiện nay vẫn chưa có nhà ở. Và hai hộ này vẫn còn đang sinh sống tạm trong nhà văn hóa. Và để hiểu rõ tình hình thực tế cũng như thăm hỏi hoàn cảnh của hai hộ gia đình, thì mời cô bác và chị cùng với Bùi Hồ vượt lên một cái đoạn đường đèo lên trên để thăm hỏi chia sẻ. Và có một điều Bùi Hồ muốn chia sẻ là mới vừa nắm bắt được một cái thông tin đó, là có một hộ gia đình thì có một người thân mới mất. Đó là một sự mất mát to lớn, mà để san sẻ hết thì Bùi Hồ không biết nói như thế nào. Cô bác của chị, cô bác của chị biết không, hiện nay thì cũng đã 5:15 chiều rồi. Ở trên những cái sườn đồi bây giờ cũng có những cái khối lam chiều á. Người ta nói là ở trong những cái vùng núi như thế này mà mình gặp cái khối lam chiều là lòng buồn nó mang mát lắm. Mà bão cũng qua rồi, bây giờ quan trọng là tái thiết lại cái cuộc sống cho người dân địa phương, cũng như là cùng với lại chính quyền địa phương để mà thăm hỏi, trao quà yêu thương, cũng như là san sẻ những phần nào đó mất mát khó khăn to lớn để giúp cô chú có thể vượt qua. Đây là những phần quà không lớn, nhưng mà mình tin chắc rằng nó sẽ là niềm động lực rất lớn, là món quà tinh thần để cô chú. Ê, có mấy con lợn kìa. Chú lợn. Đây, chú lợn. Ui, dễ cưng ghê. Ơi, lợn ổn mỉnh. Cảm giác mà lội lên. Đây là cái nhà văn hóa xã đó. Là đây. Ngày hôm nay thì không những là trao hiện kim á, mà còn trao luôn những cái chăn màn. Ok, vô đây. Anh vào đi. Không làm mất chưa? Bị ta biến mất rồi. Lấy bị đâu nó uống trong vào đây. Một túi là đấy. Đây là cái kiềng ba chân. Đây là cái kiềng ba chân. Bà ngồi đi, bà ngồi đi, bà ngồi đi. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi ạ. 72 tuổi. Ông mới vừa mất. Vừa 20 tháng 9 âm này vừa mất đấy. Dạ. Con ở miền Nam ra đây, con nghe nói là bà vụ sạt lở vừa rồi á, là bà không có nhà ở. Thì bà phải sống tạm ở đây. Vâng. Dạ, bà có mấy người con? Có 7 người, nhưng mà bây giờ làm ăn 6 người rồi, con út ở đây chưa có dấu. Ở với con út. Các con của bà làm cái công việc gì á? Làm ruộng hết thôi. Dạ. Làm ruộng. Vụ sạt lở vừa rồi thì mất mát lớn lắm. Thì sau khi lên đây thì cái tinh thần bệnh của bà có còn hoảng loạn không? Bạn là không biết nghe nhiều lắm. Như vậy là bà nói ở giọng miền Nam bà không hiểu. Có nghĩa là đến thời điểm bây giờ bà còn nhớ lại cái ký ức của một tháng trước không? Cái lúc mà bị sạt lở. Bà thấy thế nào? Lúc sạt lở. Dạ. Sạt lở thì nó sạt lở khoảng 2-3 giờ thế này thì người cũng tránh được. Tránh được rồi. Chiều nay bà ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bà ăn cơm với gì á? Ăn cơm rau, các loại rau. Các loại rau.
Con nghe nói là bà sống tạm ở đây thì bà sống được bao lâu rồi? Sống là 40 ngày. 40 ngày. Con nghe nói bà có một cái mong ước cuối đời là bà muốn tìm một cái nơi nào đó để mà cất một cái ngôi nhà để mà dưỡng già. Vâng. Dạ. Thì vì sao đến thời điểm này bà chưa cất được? Bà bây giờ thì cũng ông vừa mất thì chưa tìm được nhà nên nhà. Nhà mình có tiền chưa bà? À? Bà có tiền không? Có ở trong xã có tiền múc. Xã hỗ trợ thôi đúng không? Xã hỗ trợ. Xã hỗ trợ cho bà được bao nhiêu rồi? Mấy triệu. Mấy triệu bà nói con nghe với. Con mượn. mấy triệu rồi bà? Các nơi ủng hộ chỗ ạ. Các nơi ủng hộ được nó 7-6 triệu thế, 7 triệu tạm thế. Sao 7 triệu? Bà muốn cất ngôi nhà là nó tốn khoảng bao nhiêu tiền đó? Con không hiểu, tại con ở miền Nam ra. Ngôi nhà mà nó cất cho bà ở ổn định á thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Không biết nữa, bây giờ nhà nước chưa hỗ trợ được hết thì không biết là bao nhiêu. Nhưng mà có đất rồi đúng không? Có đất rồi. Mình muốn xây cho ngôi nhà cho nó kín đáo hơn tí xíu. Con nghe bà nói gì nè, bà có 7 người con thì mấy người con đi làm á thì có phụng dưỡng cho bà không? Có. Mỗi tháng được nhiêu? Mỗi người cũng không có điều kiện mấy đâu cháu ạ, cũng bình thường thôi. Thì nó thì hỗ trợ làm gì không được thì hỗ trợ thế này. Còn tiền nóng thì nó cũng như cũng làm dân, không làm ruộng cũng không tìm được tiền nào về cho bà bố mẹ đó. Con xin phép bà, tại anh đang anh đang cầm hương á để thắp hương cho ông á, con xin phép bà con thắp hương cho ông cái nha. Cho các anh em thắp hương cái tại dạ. Dạ em là con út ạ. Thắp hương hả chị ha? Em bà khóc bà thì buồn mất rồi. Cái hôm nhìn thấy thì anh rất là xúc động. Hai tiếng em. Cố gắng. Em nhớ chị hai bên. Đưa chùa với kính làm kính. Ở đây có cái bếp để mà sưởi ấm vào mùa đông, để chuẩn bị mùa đông sắp đến rồi. Bà ơi, thì con biết là cái nỗi đau mà vừa mất nhà mất cửa mà kèm thêm cái nỗi đau mà mất đi người thân thì cái đó là sự mất mát quá lớn. Anh em của tụi con cũng chia sẻ đồng cảm với bà. Và bà phải cố gắng vượt qua. Hối ơi, chắc nhờ chia sẻ với Hối tí xíu hả? Hối đây hả? Hối ngồi đây đi. Bạn Huế là kết nối thiện nguyện với Bùi Hồ ngay tại tỉnh Cao Bằng. Thì bạn Huế sẽ liên hệ được với chính quyền địa phương của xã. Thì Huế không biết thì Hồ biết. Tại vì Hồ là người miền Nam, nói cái tiếng miền Nam thì bà không hiểu cho lắm. Thì Huế có thể chia sẻ là tình hình nhà cửa của bà hiện nay ngay tại Cao Bằng thì như thế nào, và nếu có điều kiện thì cất một ngôi nhà nó khoảng bao nhiêu tiền, và hiện nay chỗ ở có chưa? Em cũng hỏi bên xã thì xã cũng nói rằng là thì khi mà các hộ mà phải di dời thì chính quyền địa phương cũng đã có hỗ trợ về cái địa điểm ở mới. Thế nhưng mà đối với các gia đình khi họ có điều kiện hơn một chút thì họ cũng có một số tiền, dù là nhỏ thôi nhưng họ cũng có một chút gọi là vốn đối ứng của gia đình ấy, thì cái việc làm nhà nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên có hai hộ gia đình này thì hoàn cảnh nó đặc biệt hơn một chút là không có tiền trước để mà làm nhà ấy. Thế thành ra là bây giờ phải ở nhà văn hóa của xóm hai hộ này. Thì cũng vừa rồi thì ông cũng không may bị ốm và cũng mất cách đây vài hôm, thì cũng không có chỗ để mà làm ma thì lại phải xuống nhà con trai để làm, cũng rất là buồn. Thì nhà ở đây thì
theo cái chế độ hỗ trợ của nhà nước thì đối với mỗi hộ được di dời thì em cũng không nhớ chính xác nhưng mà khoảng 60 triệu. Thế nhưng mà 60 triệu để làm một cái nhà kiên cố thì cũng không đủ. Vì có thể chỉ đủ làm nhà lắp ghép thôi, nhưng mà cái điều kiện ở đây thì để làm nhà lắp ghép thì có lẽ là về lâu dài thì chắc là cũng không được, bà con cũng không yên tâm. Thế nên cũng rất là mong là thông qua đây thì anh Bùi Hồ và các mạnh thường quân là có những cái hỗ trợ đến hai hộ gia đình này để các hộ có thể xây một cái nhà cũng có thể không phải rộng lớn đâu, nhưng mà nó kiên cố và vững chắc. Xây bằng gạch, bằng đá thì nó sẽ chắc hơn là làm nhà lắp ghép và làm nhà bằng gỗ. Nhà lắp ghép là nhà như thế nào? Nhà lắp ghép là ở đây thì cũng có những cái nhà lắp ghép kiểu làm bằng cái tấm pro ấy anh. Thì họ cũng đóng những cái cọc sắt vào rồi là lắp ghép bằng những cái tấm pro vào. Thì đấy gọi là nhà lắp ghép thì nó cũng không kiên cố. Ví dụ như gió mạnh như hôm nay mà mình đi thì nó cũng không đảm bảo. Ở đây thì con muốn trao đổi với bà thêm á. Thì bà có cái mong ước gì ở đây thì hiện tại không, mà nói con nghe với. Bây giờ bà mong nhất là cái gì? Bây giờ mong muốn lớn nhất của bà là gì? Lớn nhất là mong các cháu hỗ trợ bà được làm cái nhà ở. Lớn nhất bà bây giờ nhất là được cái nhà đó. Bà bây giờ có đất chưa có nhà ở. Nhà chưa có đất. Bà hiện nay đang ở với anh Út này hả? Trai Út, nhưng mà anh là cũng sức khỏe cũng không được minh mẫn, cũng không được nhanh nhẹn như những người khác. Cũng có sức khỏe thôi, nhưng mà về nó thì không được minh mẫn như những người con trai khác. Thế nên anh cũng chưa lập gia đình là như thế. Thường ngày ở nhà của bà thì ăn cơm như thế nào, và việc lao động của bà nó có đủ cái chi phí để bà sinh sống trong một ngày không? Nhà mình là hộ nghèo hả bà? Ừ, hộ nghèo thì mỗi tháng được trợ cấp bao nhiêu? Tháng không có đâu, chưa có trợ cấp. Bà chưa làm chủ, chưa đến nó bảo 7 năm mới được ạ. 7 năm mới được phụ cấp. Tức là 75 mới 75 tuổi thì mới được trợ cấp của người cao tuổi. Nhà mình là hộ nghèo thì hàng tháng có trợ cấp của nhà nước chứ đúng không? Không có. Không phải hộ nghèo à? Cũng phải hộ nghèo mà chưa có, không có phụ cấp đâu. Sắp đến mùa đông tới á, thì bà có chuẩn bị gì cho cái chăn ấm cũng như áo ấm cho bà chưa? Bạn cũng bà vì là trong cái diện sạt lở thì cũng điều kiện gia đình khó khăn nên thành ra là cũng thiếu thốn rất là nhiều thứ, từ những cái chăn ấm ấy. Mà bây giờ ở như này thì gió lùa vào rất là lạnh. Thưa cô bác anh chị, là bà cụ á phải sống tạm bợ ở trong những cái vách gỗ á mà được dừng đang với nhau, nhưng mà có những cái khe hở của hai cái tấm ván á, nó đang với nhau nên gió lùa rất là lạnh, nên lúc nào khói ở trong cái ngôi nhà của bà từ cái bếp lửa nó cũng nghi ngút hết á. Một phần là để bà nấu nướng, phần thứ hai là nó là một phần để sưởi ấm ở mùa đông cho các ông bà cô chú ở vùng cao như thế này. Bà ơi, ngày hôm nay con đến anh em của tụi con á đến thăm bà muộn. Con muốn hỏi được cái mong muốn của bà, và con muốn san sẻ với bà một phần nào đó sự khó khăn. Nhưng mà thật thì để hỗ trợ cho bà có một cái căn nhà như bà mơ ước á, thì cái phải cần có sự có cái quyết định của hỗ trợ của chính quyền địa phương thì mình mới cùng chung tay với nhau được hết. Và cũng trên cái chuyến hành trình này thì các anh em của tụi con á, như là cô chú Mạnh Thường Quân, trước tiên là sẽ hỗ trợ cho bà một cái chăn ấm với lại cái màn hả bà? Cái này hơi nặng nha bà. Dạ. Bà liền cảm ơn các cháu mà. Mong là cái chăn ấm này sẽ giúp bà đỡ lạnh hơn trong những ngày mùa đông sắp đến. Giá thì con thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ có hỗ trợ bà một ít tiền để bà trang trải cái cuộc sống hàng ngày. Con mong rằng là bà sẽ vượt qua là được những cái lúc khó khăn như thế này và giữ gìn sức khỏe. Con sẽ tin rằng là ông sẽ sớm phù hộ cho gia đình bà cũng như là các anh có một cái ngôi nhà mới
ổn định hơn. Vì biết đâu đó rằng là mùa đông thì cũng đã sắp đến rồi. Các cụ già như thế này mà nếu như không trang bị đủ chăn ấm cũng như là nhà không kín đáo thì thật là nó lạnh thấu xương luôn á. Thưa, con gửi cho bà 3 triệu ha. Đây là phần quà của cô Suli Hoàng ở Mỹ. Bà cảm ơn nhớ, cảm ơn các cháu để hỗ trợ bà được làm nhà, hỗ trợ được phần nào bà cũng cảm ơn lắm rồi. Cái phần này nữa thì bà là đã được bao nhiêu tiền rồi, bà nói cho con nghe với. Phần này là được bao nhiêu từ trước giờ bà góp được nhiêu rồi? Bà được bao nhiêu tiền hỗ trợ rồi? Bao nhiêu tiền thì là 6 là 6 triệu. 6 triệu còn không hay là tiêu đi rồi? Hả? 6 triệu đấy còn không hay là tiêu đi rồi? 6 triệu kêu một tí rồi. Là bà còn như bà nói cho con nghe biết đi. Con nghe nữa thôi. Nhiều thì đi mua mũi mới thế này cũng đi dùng mũi. Đây là tiền các anh chị tặng bà là để bà dành dụm để bà để làm nhà nhá. Còn chi tiêu hàng ngày thì bà cố gắng không tiêu vào những cái tiền này để bà có một chút để làm nhà ấy. Cái mục đích chính nhất là như thế. Bà vẫn có thể sử dụng cái số tiền này mỗi khi bà bị ốm hay là như thế nào, chứ không phải số tiền này là cứ sử dụng để mà xây nhà. Có nghĩa là những lúc nào cần thiết nhất đó, thì bà cứ sử dụng. Dạ, bà cứ sử dụng nó đi. Tại vì sức khỏe là trên hết. Con biết rằng là khi mà ông mất rồi á, thì bà cũng có nỗi đau. Rồi nhiều điểm thức á, có thể là bà sẽ buồn. Nhưng mà con muốn trao cho bà đây là một cái phần động lực tinh thần mà các anh em cũng như là cô chú Mạnh Thường Quân á, muốn san sẻ với bà để cho bà vượt qua những cái nghịch cảnh như thế này. Dạ. Vậy thưa bà con đi, bà giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ hứa là mai mốt mà giữ gìn sức khỏe đến có nhà mới rồi vô đó ở cho nó ấm áp được không? Không được buồn. Dạ. Ngành thì ủng hộ gia đình em thì em rất là được cảm ơn. Vâng. Anh khóc luôn. Dạ. Thì bây giờ em cũng ở bây giờ em cũng xuống lên là nhà xóm cũng ở tạm không? Vâng, để anh em cũng ủng hộ chung ủng hộ gia đình em rất là được cảm ơn. Vâng, có câu nói là cô bác anh chị ở miền Nam thường nói câu là hay là người đàn ông mạnh mẽ lắm thường đổ máu chứ không bao giờ gơi lời. Nhưng mà để các anh mà nước mắt nó tự trong lòng nó chảy ra thì của bác anh chị cái nỗi đau mất mát nó cực kỳ lớn. Nó cực kỳ lớn luôn, nó không phải là nó phải thật ra là không phải là nhưng mà mình chứng kiến cái hoàn cảnh như thế này mình mới hiểu được cái cảm xúc. Đã là người con của Việt Nam với nhau mà thì tất cả cô chú anh chị Quý Mạnh Thường Quân cùng chung tay với nhau, Bùi Hồ và các anh chị cũng chỉ là cầu nối để mà hỗ trợ cho các ông bà ở đây vượt qua được những cái lúc nghịch cảnh như thế này. Người ta nói chỉ quý nhất là khi lúc cần thôi, còn khi lúc đủ thì ông bà cũng không có cần nữa, vì ông bà bây giờ cái mất mát lớn nhất thì ông bà cũng đã chịu đựng rồi, bà cũng đã chịu đựng rồi. Cũng mong rằng á bà ơi, con sẽ mong rằng á một duyên lành nào đó thời gian sớm nhất con cùng với là các anh em sẽ quay trở lại Cao Bằng, sẽ gặp bà ở trong một cái không gian khác hơn, ở trong một cái bối cảnh nó khác hơn. Ít ra thì cũng phải ấm cúng hơn vào mùa đông. Và con tin chắc điều đó sẽ có thể hỗ trợ được bà. Và con mong bà cùng anh giữ gìn sức khỏe vượt qua ha. Bây giờ chắc có lẽ là cũng đã muộn, mình sẽ thăm qua một gia đình kế bên ha. Dạ con giúp bà giữ gìn sức khỏe nha. Bà cảm ơn nhớ. Cơm mà đi cơm với bà đi các cậu à.